Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được hân hạnh gửi lời chào tới toàn thể các quý cô chú anh chị em cùng toàn thể các bạn. Và ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi lại về thêm một mẫu bán tải nữa để cho anh chị em lựa chọn đây. Và đây chính là một chiếc Mazda BT50 sản xuất vào năm 2013, đăng ký lần đầu 2014, số tự động và trang bị động cơ là 3.2, 2 cầu điện, máy dầu, chạy cực kỳ là khỏe khoắn và mạnh mẽ, gầm cao máy thoáng. Máy dầu thì chạy rất là kinh tế rồi, một chiếc xe rất là đẹp, zin đét luôn. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán với giá là 425 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nhé. Sau đây thì em sẽ đi một vòng quanh xe để cho anh chị em ngắm về tổng thành, form dáng, sơn si, ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Hôm nay thì trang bị xinh nhan trên gương này, 4 quả lốp còn rất là dày, các bạn nhé, 4 quả lốp rất là dày, 4 là đăng đúc, đa chấu, cực kỳ là cứng cáp. Đấy, tay nắm cửa thì đã được ốp mạ chrome rồi. Ở cái phần đèn trước, đèn sau của em này thì còn rất là đẹp nhá. Đèn trước, đèn sau, cái thứ còn cực kỳ là đẹp. Đi về đằng sau xe này, đằng sau xe thì đã được trang bị là 4 cảm biến lùi phía sau, giúp cho các bác lùi xe được an toàn hơn. Nó cảnh báo va chạm sớm cho các bác, để chúng ta đi xe thì sẽ tập trung hơn, các bác nhá. Đấy, xe các bác nhìn màu xám lông chuột, cực kỳ là đẹp. Một chiếc xe gầm cao máy thoáng, anh chị em có thể mua xe về, vừa có thể trả đồ để đi chơi, đi du lịch, đi phượt các thứ đều được nhá, vừa trả người vừa trả đồ. Nếu mà anh chị em nào mà thiên hướng về hay trả đồ nhiều thì chúng ta nên lựa chọn một chiếc bán tải. Nếu mà đi ở vùng cao nữa, đi vùng cao nữa thì chúng ta cũng nên chọn một chiếc bán tải đi. Đấy, rất là khỏe. Chúng ta cũng có thể là sử dụng để đi phục vụ gia đình, bởi vì là máy dầu thì nó chạy cực kỳ là kinh tế. Một chiếc xe có thể vừa chở người vừa chở đồ, chở được 4-5 người đi là bình thường, các bác nhá. Xe thì cực kỳ là khỏe với động cơ là 3.2. Và khi mà cái việc sử dụng là hai cầu điện thì chúng ta chuyển cầu rất là đơn giản và dễ dàng thôi. Khi chúng ta đi đường bằng thì chúng ta để một cầu, còn khi mà đi phượt, đi du lịch hoặc đi đâu đó vào những cung đường khó khăn, chúng ta chuyển sang hai cầu đi, rất là tiện lợi luôn. Và chiếc Mazda BT50 đời 2013, đăng ký lần đầu 2014, số tự động và trang bị động cơ 3.2, máy dầu, hai cầu điện này hiện tại bên em đang giao bán là 425 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Anh chị em nào quan tâm thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe này, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Ngoài ra nếu anh chị em nào ở xa, chưa sắp xếp được thời gian cũng như là công việc đến địa chỉ cửa hàng thì bên em có ship xe trên mọi miền Tổ quốc nhé. Ship xe khắp mọi nơi luôn. Đấy, đèn, hai cái đèn cụm đèn pha này, hai cái đèn nhìn rất là đẹp, nó hình giống kiểu hình chiếc mắt, nhìn ở đằng trước, nhìn cũng rất là đẹp luôn. Em đã đi hết một vòng quanh xe rồi, bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong nội thất để quay cho các bác xem về nội thất bên trong của chiếc xe này. Đây, nội thất bên trong thì còn sáng choang, nói chung là xe thì cực kỳ là đẹp. Cái này thì rất là đẹp rồi, đẹp lắm anh luôn nhá. Đấy, nội thất bên trong thì ghế bọc da màu đen, nguyên zin nguyên bản theo xe. Và trần thì là trần nỉ nguyên bản, đã được căng phủng ni lông rồi. Hệ thống túi khí an toàn thì em này được trang bị là sẽ là trang bị là 4 túi khí nhá. 2 túi khí trên 2 cột, hai cái cột giữa này. Rồi túi khí an toàn trên khoang lái nữa. Thì em này được trang bị là 4 túi khí an toàn. Đấy. Rồi một số các trang thiết bị option công nghệ em sẽ giới thiệu nhanh thôi. Cái này trang bị gương kính chỉnh điện cục điện này. Đấy, có gương kính chỉnh điện cục điện. Trên vô lăng thì được trang bị là đàm thoại rảnh tay. Đây. Có đàm thoại rảnh tay này. Ra lệnh bằng giọng nói rồi điều khiển âm thanh trên vô lăng. Bên này thì có cruise control đi ga tự động. Có cruise control đi ga tự động thì rất là nhàn chân ga khi mà các bác đi trên cao tốc nhé. Đầu đài giải trí thì nguyên bản theo xe. Ổ đĩa của em này là ổ đĩa CD, chúng ta có nghe nhạc radio. Cũng có chức năng có cái cổng AUX kết nối âm thanh với điện thoại này. Đấy. Có cả cổng AUX. Rồi kết nối Bluetooth có luôn nhé. Nếu bác nào muốn kết nối Bluetooth thì vào cái đầu đài giải trí này thì nó cũng có chức năng kết nối Bluetooth. Ở dưới này thì điều hòa, đây điều hòa thì là điều hòa auto, hai vùng độc lập.
mùa đông thì ấm và mùa hè thì mát. Còn ở đây thì có chức năng là hỗ trợ đổ đèo. Đấy, có cả hỗ trợ đổ đèo này, cân bằng điện tử, chống trơn chống trượt. Đấy, rất là nhiều những tính năng hiện đại được trang bị trên chiếc xe này nhé. À, hệ thống âm thanh giải trí của chiếc xe này thì được trang bị là 6 loa, 14 loa to trên 4 cánh cửa và trên hai cánh trước được tích hợp thêm hai loa nhỏ này nữa. Nghe nhạc cũng rất là sướng luôn. Đấy, 6 loa. Rồi bây giờ thì em sẽ đi review luôn về mặt chất lượng của xe cho anh chị em xem. Về phần nội thất thì các bác nhìn được, em quay rồi cho các bác xem rồi. Về nội thất thì không thể chê được rồi. Nội thất của em này thì cực kỳ là đẹp. Nội thất rất là mượt luôn. Đâu ạ? Bây giờ thì sẽ là chất lượng này. Các bác nhìn đây. Cái ốc bản lề đấy nhá. Đấy, cái ốc bản lề đây, ốc màu còn nguyên zin đây. Ốc màu nguyên zin nguyên bản luôn. Các bác nhìn thấy đẹp chưa? Quá là đẹp luôn rồi. Như là những cái ốc đây là ốc giằng cửa em vừa quay xong nhá. Ốc màu nó còn nguyên luôn. Đây là ốc giằng cửa đây. Rồi quay đến phần chỉ này. Đây là phần chỉ của chiếc Mazda BT50. Đấy, chỉ của em nó thì không mất một phân chỉ nào của anh chị em. Trên cái mặt táp ly này thì nó có một số nó có một cái giải vân giả gỗ này, rất là đẹp nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, chất lượng thì cực kỳ là cao. Quay xuống phần chassis gầm bệ này, vì em này là xe gầm cao nên mà quay chassis gầm bệ các bác nhìn, quay tổng thể được hết luôn thì nó cực kỳ là cứng cáp chắc chắn. Vì là trời mưa nên là khi em đi đường cái đất cát nó bắn, nó bụi bẩn, nó cái đất cát nó bám lên nhá, nên là không có hiện tượng han gì mới mọt gì. Đấy, đi đường thì trời mưa các bác nhìn này, trời vẫn đang ướt này, bây giờ đây thì đất cát nó bắn lên thôi. Đấy, cực kỳ là cứng cáp, cũng không có mối hàn, mối cắt, mối ghép, mối nối gì cả. Xuống cánh đằng sau bên lái này, đây là phần ốc giằng cửa này. Đấy, các bác nhìn này, ốc màu này, ốc màu nó vẫn còn nguyên. Và phần ốc bản lề đây, chưa hiện tượng là tác động bên ngoài vào. Rồi sang phần chỉ của cánh sau. Đi vòng ra đằng sau xe để kiểm tra về mặt chất lượng, review về mặt chất lượng ở đằng sau xe. Thì đầu tiên này em sẽ phải mở cái phần cốp lên. Đây, quay bên trong thì quá có thể thấy là cốp kiếc là còn rất là cứng cáp nhá. Rất là cứng cáp luôn. Không hiện tượng nứt vỡ. Được chưa? Nó quay một mình ra là nó rất là bất tiện, không có người đỡ cho, nó cực kỳ là lặng cái cốp này luôn. Và xuống phần chassis gầm bệ bên dưới này, đây, đấy, chassis gầm bệ bên dưới thì nó cũng cực kỳ là chắc chắn và cứng cáp nhá, không có hiện tượng là cắt ghép nối hàn. Được chưa? Vòng sang phần thân bên phụ này. Đây là phần ốc giằng cửa nhá, cũng chưa hiện tượng tháo dỡ gì, cũng như ốc bản lề còn cực kỳ là đẹp. Đây là một chiếc bán tải mà trong tầm tiền nhô 400 một chút thôi, nhô 400 một chút thì anh chị em đã sở hữu chiếc xe này rồi. Lên phần cánh trước. Đấy, cánh trước thì ốc giằng cửa đây cũng còn nguyên ốc màu đấy nhá, còn nguyên xi ốc màu luôn. Và cái phần ốc bản lề này, đấy, nó cũng còn nguyên zin nguyên bản. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ để quay cho anh chị em xem trong bên trong phần khoang động cơ này.
Đây, bên trong động phần khoang động cơ thì các bác có thể nhìn thấy nhá, nó cực kỳ là khô ráo, không có hiện tượng là chảy dầu, chảy mỡ. Đấy. Khô gioăng luôn. Máy móc các thứ khô gioăng. Không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ nhá. Và các bác nhìn những cái phần gân chìm gân nổi bên này. Nó còn thẳng tắp luôn nhá. Thẳng tắp luôn. Không có hiện tượng là cong vênh, biến dạng. Ở bên này cũng vậy. Đấy, chứng tỏ là chưa xảy ra đâm đụng va chạm gì ở hai bên này. À, bây giờ thì em sẽ quay lên phần chỉ này. Đấy. Hai bên ốc tai đây nhá. Đây là bên lái này. Xong quay sang ốc tai bên phụ này. Đây ốc tai đây. Động cơ thì máy còn nguyên zin nguyên bản anh chị em nhé. Máy thì còn nguyên zin nguyên bản luôn. Máy số các thứ còn nguyên zin. Dạ vâng, và như vậy thì em đã review xong cho anh chị em một chiếc Mazda BT50. Sản xuất vào năm 2013, đăng ký lần đầu 2014, số tự động và trang bị động cơ là 3.2, máy dầu, 2 cầu điện, xe thì nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Một chiếc xe gầm cao máy thoáng, chạy cực kỳ là khỏe và bốc, chấp hết mọi cung đường luôn. Và giá bán của em này là 425 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3. Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe này, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Bây giờ thì em xin phép được kết thúc video giới thiệu về xe tại đây nhé. Anh chị em nào chưa đăng ký kênh, chưa follow fanpage thì nhớ đăng ký kênh và follow fanpage giúp em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.